Mongolian dress. Lên đồi xuống núi rồi lại qua suối. Cái lãnh thổ của Mông Cổ lại lớn, cực kỳ lớn luôn. Dạ. Cái này là lột ra như này rồi ăn nè các bạn. Đi leo lên cái núi trên cao trên kia, thấy không? Trong vài tiếng đồng hồ mình sẽ leo lên cái núi đó. Sau đó là trộn lên mới được. Ngon chưa? Wow. Đỉnh. Hồ đẹp quá trời, sáng rồi. Và đây là túi ngủ. Tối là mình phải ngủ trong túi ngủ mà lạnh lắm. Nằm ở trong túi ngủ rất là ấm như thế này. Túi này rất là ấm nha. Nhưng mà vẫn không chịu nổi nhiệt ở đây. Ở đây nó lạnh quá trời lạnh hết. Mình lấy áo của mình đắp thêm. Ở đây là mình có một cái túi ngủ nè. Rồi một cái nệm. Đây là cái nệm. Nào cũng mang theo túi ngủ và mình nè. Ok, chuẩn bị tiếp tục lên đường thôi. Morning. Sạc pin là cục sạc dự phòng mới được. Hôm qua giờ sạc hết pin rồi. Bên này may mà nắng lên sạc được một xíu, chứ để chiều nó mưa là xong luôn. Có lên điện này nha. Cứu cánh cho những chuyến đi xa dài ngày. Ok, nấu mì ăn tiếp thôi nào. Chuẩn bị xí xỏ một xíu rồi đi. Soi kem chống nắng là một việc không thể thiếu nha các bạn. Chết luôn á, đi ngoài nắng mà như thế này. Không phải là đen nhưng mà ánh sáng mặt trời thì sẽ không tốt cho da. Thậm chí là nhiều người ở nhà cũng nên soi kem chống nắng. Còn đi nhiều thì chắc chắn là cần phải soi kem chống nắng, nếu mà không muốn da bị lão hóa nhanh. Mì xôi rồi đây. Ở đây có một gói rong biển nữa, cho vào mì luôn. Rong biển hấp dẫn chưa? Ngon quá. Bỏ hết vào mì luôn. Đầy son luôn rồi. Rong biển và mì, một món ăn mới. Hấp dẫn chưa? Hết kim chi rồi thì chơi rong biển thôi. Wow, ngon quá. Ngon quá. Wow, tôi mới căng lại cho đỡ nắng. Đỡ được phần nào, đỡ nóng nữa. Nóng cái cổ này các bạn. Nắng nó chiếu dội đây nóng lắm. Chùm lại thì cảm giác cái nhiệt độ của mình nó giảm xuống hẳn luôn á. Ngon quá trời quá đất. Trong biển nè. Món này ngon lắm. Ăn xong mình sẽ tiếp tục lên đường đến một đồng cỏ xanh. Rất nhiều hoa. Ăn giữa một cái hồ nước rất là đẹp nữa. Còn cái hồ nước nó đẹp chưa? Yên ắng dưới trời. Tại vì ở đây cũng không có người á. Rất là yên ắng. Y như khung cảnh châu Âu vậy trời. Ok, đi nấu nước uống. Lúc nào cũng phải nấu nước. Uống sau cái bình này thì phải lấy nước đổ vô đầy lại. Chứ không đi giữa đường phải uống nước suối. Mà uống nước suối thì cũng không sao, tại vì có cái ống lọc rồi. Nhưng mà thôi, uống nước này vẫn an toàn hơn, diệt khuẩn 99%.
ăn thêm một quả đào nữa. Ngon quá. Làm đầy lại mới được. Rồi. Rồi này là có nước uống rồi đây. Ok. Ok, chốc cái nệm này lại bỏ bên trong. Yeah. Mình đã ở đây 2 đêm rồi. Tại vì ở đây rất là tốt để ở, để cắm trại, hơn là mình cắm trại ở trên nhiều chỗ không có đẹp. Mình tranh thủ mình tới đây để mình cắm trại, nghỉ ở đây 2 đêm, tận hưởng từ từ thoải mái. Rồi hôm sau mình sẽ lại lên đường tiếp. Và bây giờ thì mình chuẩn bị lên đường đi đến địa điểm tiếp theo. Hôm nay là một ngày đẹp trời và các thiết bị của mình được đem phơi nắng hết đây. Còn bây giờ thì mình sẽ đi leo lên cái núi trên cao trên kia. Thấy không? Trong vài tiếng đồng hồ mình sẽ leo lên cái núi đó, sau đó là đi xuống lại lên trên núi đó để ngắm cảnh. Cảnh ở trên núi rất là đẹp, view trên đó rất là đẹp, khung cảnh thì chiêu chiêu. Wow, đây là tưởng tượng như không phải là Mông Cổ, một nơi nào đó giữa hư không chẳng biết nơi nào. Ok, và bây giờ thì chỉ có mình và hai người bạn đồng hành đi dạo quanh cái hồ này. Chắc chắn với bạn luôn là không có một ai ở đây, nên là đây giống như là book bao luôn cả khu này rồi, không có ai hết. Được rồi, giờ thì xuất phát lên núi thôi. Đồ đạc đã được che chắn hết rồi, sợ mưa các bạn, nên là đồ đạc phải được che chắn kỹ hết, sau đó là đi lên trên kia. Ok, đi thôi. Hơi bị xa đấy nha, hơi bị cao luôn. Đầu tiên phải đi qua cái suối này, qua suối này là phải cởi giày ra, sau đó là mang vô lại. Yeah. Ok, đi thôi. Nước ở đây lạnh như nước đá hết trời. Tiếp tục qua bên này nữa. Trời ơi. Thành ra là đi leo núi luôn. Mang giày vô lại. Ok, đi leo núi thôi. Ok. Đi leo núi thôi. Chỗ đây giống như là không có đường đi á, tự đi hay sao á. Ở đây một hôm thư giãn, quá là thư giãn luôn. Thật là chỗ này không hoàn toàn không có đường đi nha các bạn. Cứ đi lên đá rồi mấy cây như thế này thôi, trèo lên. Đây đúng là leo leo luôn các bạn, leo núi luôn á. Đây đây. Bây giờ đi xuống. Ha. Bây giờ là. À. 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 Wow. Massimo. Cái gì đây ta? Chua chua chắc chắc. Yeah. Ok. Wow. Wow, không có đứng. Hơi bị cao rồi đó nha. Còn một tiếng đồng hồ nữa là lên tới nơi. Làm như này thì rụng cái trái thông nó rụng xuống, mình sẽ ăn. Bây giờ thì không có trái thông nữa hết. Đây là cách người ta thu hoạch thông đây, không phải thu hoạch gì, nhưng mà ít ra là ở đây hái được thông. Ok, đi tiếp thôi. Giờ phải leo lên đây nữa. Đá không hết. Chua hai trái hạt đây. Không được. Vừa nghe tiếng cái cạch gì không? Mình vừa bẻ cái cây đây. Mình đu lên cho nó bị rớt xuống luôn. Wow, vừa trái hạt chưa? Yes. Mình đu lên mình hái trái này cho nó gãy xuống luôn. Yes. No. Here. Yes. 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 Có trái hạch rồi, chút nữa về nhà ăn thôi. Bây giờ chưa ăn được. Sắp lên được trên đỉnh núi đây rồi. Cuối cùng cũng đến nơi được rồi, view đẹp quá. Đây này.
Quá đẹp. Hết nước luôn rồi. Wow, very good. Wow, very good view. Okay, good job. Wow. Coi thu hoạch được cái gì đây? Cái này là nguyên một bao quả hạch luôn, ăn cho nó hạch luôn. Nè, cái này là lột ra như này rồi ăn nè các bạn. Lột ra như này đây. À, hay quá trời hết, nhưng mà mũ quá trời, mũ thông quá trời, vừa thông quá trời. Mày có cái ống nước này giúp được nhiều lắm đây. Ok, dọn đồ thôi, lên đường. Đây là túi ngủ nha các bạn, cuộn túi ngủ lại. Đây là cứu cánh đây cho những ngày lạnh đây. Ở đây rất là lạnh. Túi ngủ là lúc nào cũng phải giữ khô, dù trời mưa thì mình phải bọc cái túi ngủ trước chứ không là tối đó là lạnh chết luôn á. Đồ điện tử và túi ngủ là hai thứ rất là quan trọng, cần phải giữ khô. Ví dụ quần áo ướt thì có thể phơi được, còn túi ngủ thì không, phơi không kịp. Tại vì bên trong túi ngủ là nó có đệm rồi mấy cái như cái chăn á, cái mền á đó. Đó nên là rất là lâu khô. Vẫn không quên nhiệm vụ đó là đốt rác. Đây là cách người địa phương người ta xử lý rác. Tại thảo nguyên Mông Cổ là người ta xử lý rác bằng cách là người ta đốt thôi. Ít nhất là người ta có xử lý. Wow. Đó chứ cái này gấp cái này lại. Đó cái này cũng gấp lại. Bỏ vô cái này. Đây là điêu, trang phục truyền thống của người Mông Cổ. Cho đến hiện nay thì người Mông Cổ vẫn mặc như vậy. Và cũng có lẽ vì đặc thù thời tiết quá lạnh và cách sống du mục của họ, nên điêu là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Hầu hết tất cả người Mông Cổ đều có điêu. Chỉ có điều đó là có người mặc điêu thường ngày, còn có người thì lâu lâu mới mặc. Những chú ngựa luôn gắn chặt với lịch sử và văn hóa của người Mông Cổ. Họ đã sống với ngựa hàng nghìn năm trên thảo nguyên. Người ta thường nói rằng một người Mông Cổ mà không có ngựa thì giống như một chú chim mà không có cánh. Mỗi một người Mông Cổ thì luôn có những chú ngựa yêu thích của riêng mình. Đây chính là cuộc sống của họ. Miễn là họ còn sống trên thảo nguyên thì họ còn sống như vậy. Hiện nay 30% người Mông Cổ còn sống du mục, nghĩa là họ sống nay đây mai đó. Và có những thời điểm họ chuyển nhà mỗi tháng một lần. Dân số Mông Cổ hiện nay chỉ có khoảng 3,5 triệu người, nhưng có đến 65 triệu vật nuôi. Điều đó cho thấy họ sống phụ thuộc vào vật nuôi như thế nào. Mongolian dress. Ok, cái đây là yên ngựa của người Mông Cổ. Mình cởi ngựa rất là nhiều nơi trên thế giới rồi, nhưng mà mình chỉ thấy cái yên như này ở Mông Cổ thôi. Ok, lên đường thôi. Wow, đỉnh. Wow. Lên bắt con ngựa kia đi. Wow. Đi, ok. Chú lên chú bắt cái hàng kia. Cho tới ngày hôm nay thì hàng đã vơi đi rất là nhiều rồi, không cần phải chở nhiều nữa, chở rất là ít.
Ok, tiếp tục một ngày mới, một hành trình dài thôi. Wow. Địa điểm tiếp theo có thể là tụi mình sẽ cắm trại ven sông đây. Ồ, chào tạm biệt một cái hồ rất là lớn ở Mông Cổ, đi nào. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp theo. Thì thôi, bắt đầu một hành trình mới thôi. Ok, ok, ok. Ok, wow, wow, sorry. Mấy người tông nhau. Đi thôi. Tiếp tục lên đường thôi. Wow, cảnh quá chiều luôn. Bên này thời tiết lại rất là đẹp nữa. Trời, được tối du lịch đổ hay sao ấy trời. Tuần trước mưa quá trời mưa. Cứ 5 phút là mưa, 5 phút là mưa. Nhưng mà bây giờ lại trời nắng nhiều ngày liên tiếp rồi nè. Wow, cảnh ở đây rất là đẹp luôn nè. Coi nè. Đẹp dữ trời. Mà còn đi ngựa đi xuyên qua trong cái chỗ này nữa. Cứ như là thời xưa vậy. Để lên cái dốc này. Video này có quá nhiều sự bình yên. Series này là một series rất là đặc biệt, dành tặng cho khán giả của kênh Kẻ Du Mục. Mọi người có thể tìm thấy cảm giác yên bình hay là một cái không gian khác tại những tập phim của series này. Wow, wow, bên kia có con nai, bên kia có con nai kìa. Wow. Ok, lại đi qua sông thôi. Đi thôi nào, dỡ cái chân lên. Dỡ cái chân lên mày không? Ướt hết rồi. Chưa ướt, nó ướt có một xíu. Thôi. May quá. Lên đồi xuống đồi mà chỗ nào cảnh cũng đẹp cả. Giống như đi ngắm cảnh vậy. Nhưng mà thật ra là đi khá là xa nha. Mỗi ngày đều đi mấy chục km. Lại dừng lại điều chỉnh ngựa. Tại vì cột đồ rất là nhiều nên là suốt là chuyện bình thường. Ngựa nó chạy nó cứ dài dài mà đường địa hình nữa không phải là đường bằng phẳng. Ok, đi tiếp. Con này nó cho mình vào cái cây này miết thôi. Wow, cho ngựa tự đi theo luôn. Ngựa đây tự đi theo được luôn. Không cần cột dây luôn. Ghê chưa? Bây giờ ngựa đây là không cần điều khiển, không cần gì hết luôn. Người Mông Cổ hồi training ngựa rất là hay nha. Có rất là nhiều kiểu huấn luyện. Trong đó có một kiểu huấn luyện chở đồ, đó là cho ngựa tự đi theo. Dù là mình đi trước đi đâu thì ngựa nó sẽ tự đi theo. Đó, nó dừng lại nó ăn, nhưng mà ăn xong rồi nó cũng tự đi theo à. Khi mà nó mắc hai cái cây á, nó có thể tự tránh được luôn. Ok. Ok. Đây là tự đi theo. Cho con này đi trước, tự đi. Không sợ nó chạy luôn. Very good. Ok, đi trước. Mình sẽ đẩy ngựa này đi. Cho ngay trước, đẩy nó đi. Ăn miếng. Con người này chắc cũng không có chuyện đi theo lắm. Nhưng mà nó vẫn xài được, vẫn đi theo được. Đi từ này luôn. Con ngựa này nó đi ngu dữ trời. Đi từ này đi. Wow, đi qua chỗ này. Từ từ thôi, té dập sạch. Trời, nó mà dập mặt là mình cũng dập mặt luôn á. Wow, qua cái cây này. Nhảy quá. Ok. Very good. Chiều chờ lên đồi xuống núi rồi lại qua suối. Ở đây rất là nhiều suối luôn. Suối từ mạch nước ngầm từ ở trên đỉnh núi chảy xuống. Rất là nhiều những con suối nhỏ như thế này. Mình đi qua suối rất là chiều nha. Mát lạnh. Wow, con ngựa này nó điên, nó vừa nhảy lên trên một cái chõm. Coi cảnh phía trước đẹp chưa? Cảnh ở đằng xa đẹp quá trời. Cảnh chỗ này cũng đẹp quá trời nè. Nãy giờ là 2-3 tiếng đã trôi qua rồi các bạn. Không phải là
Video thì chuyển rất là nhanh, vài giây là chuyển qua cảnh khác rồi, nhưng mà thật ra là mình vừa trải qua 2-3 tiếng ở trên ngựa. Wow, lại cảnh này đẹp quá, phải quay cho mọi người xem, thấy không? Rồi sau đây là chú người Mông Cổ này, chú đang chăn dắt Ura, ngựa trắng sau là ngựa của mình đã mua rồi. Bây giờ là chiều chiều, cảnh thì chiêu chiêu. Thời tiết đúng là rất là chiều lòng người, rất là mát mẻ. Những chuỗi ngày sống hoang dã, cách ly với thế giới bên ngoài rồi, không có sóng, không có sim, không có gì hết, không có kết nối với thế giới bên ngoài. Cảnh đẹp quá, chiêu. Nãy giờ mình vòng qua rất là nhiều ngọn núi, 4-5 ngọn núi rồi mình đi vòng á, đi đường vòng. Bây giờ thì cuối cùng mình good night. Ok. Wow, vậy là dừng liều chỗ này luôn. Vừa nói xong. Wow, mấy ngựa cũng mệt rồi. Dừng liều ngay chỗ này luôn. Bên là vách đá chỗ này đây. Không, đẹp không? Đẹp quá trời đẹp. Ngồi thấy không? Ngồi nhiều. Rồi, đó kia đồ gối là đi luôn. Đồ gối mình cũng vậy á. Chết. Ok, đồ gối của mình cũng vậy thôi. Cười họ nhưng mà đồ gối mình cũng vậy. Bây giờ bước xuống ngựa rồi mới thấy cảnh này. Hey. Cỡ ngựa lâu quá nó vậy. Đây là bên cạnh bờ sông này, con thấy không? Đã quá. Trời ơi, trên thế giới vẫn còn một số nơi như thế này không có người. Ở Mông Cổ thì khắp mọi nơi đều rất là vắng người, giống như là mình book nguyên cả bao trọn gói nguyên cả cái khu này vậy. Khu này là có mình bao trọn gói, khu khác là có người khác bao trọn gói. Tại vì lớn quá mà chỗ nào cũng đẹp nên là không cần thiết phải tập trung lại đông người. Với lại là một thông tin cho các bạn biết thêm, đó là Mông Cổ là đất nước có mật độ dân số thấp nhất trên thế giới. Ví dụ Sài Gòn là 11 triệu người, nhưng mà Mông Cổ, nguyên cả một đất nước Mông Cổ chỉ có 3,6 triệu người thôi. Nhưng mà cái lãnh thổ của Mông Cổ lại lớn, cực kỳ lớn luôn. Lớn thứ 19 trên thế giới. Chỉ thua mấy cái nước lớn như là Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Canada này kia, Mỹ này kia thôi. Chứ tính ra là Mông Cổ rất là lớn. Ok, tụi mình hạ cánh nơi này, bây giờ là cho ngựa ăn cỏ đã. Cho ngựa ăn cỏ đi. Ban ngày thì ngựa sẽ không có ăn gì hết luôn. Ngựa chỉ ăn cỏ vào ban đêm thôi. Và ngựa cũng ngủ vào ban đêm. Ban đêm thì ngựa ngủ đứng. Tại vì ngựa rất là nhạy cảm nên là bản tính của nó là khiến cho nó là ngủ đứng để lúc nào cũng chờ cho khi mà có kẻ thù tới thì ngựa nó sẵn sàng nó chạy. Đây là một cái đặc điểm rất là hay của ngựa. Giờ mình phải dừng liều đã. Tối nay sẽ hạ cánh ở đây. Wow, một địa điểm rất là chill. Giờ là nắng chiều rất là nhẹ. Trong không khí rất là se lạnh đây. Và có một điều rất ít người biết về Mông Cổ, đó là Mông Cổ cực kỳ lạnh quanh năm. Mùa hè cũng có nhiệt độ 0 độ vào ban đêm. Mùa đông có khi lạnh đến âm 40 độ. Vì vậy có thể thấy đây là vùng đất khắc nghiệt. Và người Mông Cổ họ luôn có cách sống riêng của họ trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Ok, đã dựng xong liều rồi. Và bây giờ là đi rửa người, sau đó là sẽ nướng đồ ăn ăn hay là đi chơi, đi chụp hình. Đây là nguyên một chiến trường đây, vừa dàn cảnh xuống. Và đây là liều của mình. Liều của mình nằm ở vị trí đất địa nha các bạn, bốn mặt tiền. Mặt tiền bờ sông này, mặt tiền ba góc còn lại là mặt tiền núi. Lại tới giờ ăn rồi, lại đi nấu mì nữa thôi. Đây là nước nè. Tức là đổ bớt vào đây. Ngoài mì ra thì mình còn có tiếp tục là rong biển. Sẽ bỏ rong biển vào luôn đi. Cho vào hết luôn. Wow, ngập luôn chưa? Ngập luôn rồi nè.
Ok. Trời, sôi dữ trời. Rồi cái này thì cứ ăn luôn mới được, cho nó nóng. Sau đó là mình sẽ có một phần salad nữa, cho nó đủ chất. Wow, xem salad nè. Salad này là salad cá ngừ. Mình phải bỏ cá ngừ này vào trong nước thì mới được. Nhưng mà ở đây thì mình bỏ trực tiếp vào trong mì luôn, cho nó thành một tô mì thượng hạng luôn. Bỏ vào luôn trong mì này mới được, cho nó ngon mới được. Tô mì thượng hạng đầy đủ dưỡng chất luôn. Hấp dẫn chưa? Sau đó là trộn lên mới được. Ngon chưa? Trời. Rồi, bây giờ thì tìm một góc nào chiêu chiêu thôi. Ok, thôi mình ra đây mình ngồi đây mới được. View Riverside. Wow, hấp dẫn quá. Ngon quá. Đây là mì Hàn Quốc mà có kim chi, có rong biển, có cá nữa. Ngon quá. Trời, con muỗi này. Vô chưa? Chưa vô. Cứu hồn. Ăn mì thôi mà view quá trời đẹp hết. Xong bây giờ màu nó màu xanh luôn. Rồi có núi nè, mấy cây rừng lá thưa. Tiết trời thì khoảng mười mấy độ mà mặc đồ ấm này thì thấy hơi mát mát luôn, tuyệt vời luôn. Hơn nữa nha, cái đó cũng hơn. Hơn là bên đây là trời không mưa. Wow, no quá. Được rồi, mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau.